Rắn khổng lồ xuất hiện ở Malaysia. Theo truyền thuyết, Napao là loài rắn đáng sợ, dài hơn 30 mét, đầu rồng và có 7 lỗ mũi. Ấy vậy mà, huyền thoại đó đang sống lại trên dòng sông Balet ở Borneo, Malaysia, hòn đảo lớn thứ ba thế giới thuộc Đông Nam Á. Người dân địa phương tin rằng sinh vật huyền bí này đã trở lại sau khi bức ảnh chụp hình một con rắn khổng lồ đang bơi dọc cửa sông được công bố. Bức hình do một thành viên trong nhóm kiểm soát thảm họa thiên nhiên chụp từ trên trực thăng. Hiện đang dấy lên nhiều sự tranh cãi đáng chú ý. Nhiều người cho rằng loài rắn khổng lồ huyền thoại đã trở lại. Một số người khác không tin giả thuyết trên mà tin rằng đây chỉ là một trò đùa của công nghệ. Trong khi tờ thời báo New Chess uy tín của Kuala Lumpur yêu cầu độc giả nên sáng suốt nhìn nhận trước khi tỏ ra quá sợ hãi, thì người dân sinh sống quanh khu vực bờ sông khẳng định nhiều người trong số họ từng tận mắt trông thấy con rắn khổng lồ. Họ còn đặt cho nó cái tên Napao, theo tên của một con rắn biển cổ đại, có thể tự thay đổi hình dạng thành các sinh vật khác nhau. Các chuyên gia ảnh bác bỏ hoàn toàn sự khẳng định trên. Bằng chứng mà họ đưa ra là màu nước của sông Balet trên thực tế khác hoàn toàn so với màu nước trong bức ảnh. Và họ khẳng định đây chỉ là một trò lừa đảo bằng công nghệ chỉnh sửa ảnh hiện đại. Hồi đầu tháng này, một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra mẫu hóa thạch của một con chăn khổng lồ mà theo sự tính toán của họ thì con chăn này còn dài hơn cả một chiếc xe buýt, nặng bằng một chiếc ô tô tải và có thể nuốt chửng một con bò. Con vật này được đặt tên là Titan Noboa. Nó sinh sống quanh các khu rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ cách đây 60 triệu năm, chỉ 5 triệu năm sau khi loài bò sát cuối cùng bị tuyệt chủng. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.